7 thành viên của xã đoàn sẽ ra sân ở trong màu chữ xanh, trong khi đó thì 7 thành viên của anh em băng mờ họ sẽ ra sân ở trong màu chữ tím. Lần này chúng ta thi đấu thì các bang hội ở trong server Tụ Hiền Giang đều được phép đăng ký tham gia. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nhận được sự đăng ký tham gia đến từ 4 bang hội thôi. Đó là Thiên Đế, xã đoàn, mờ và chơi. Với loạt trận đầu tiên, anh em bang chơi đã giành chiến thắng để bước vào trong chung kết. Trong khi đó anh em bang Thiên Đế sẽ phải đi ra thi đấu ở trận đấu tranh giải 3. Nào, anh em sẽ cùng lên cho mình mã số bình chọn cho hai bang yêu thích nào. Để bình chọn em bang mờ sẽ comment cho mình chữ mờ nhá. Để bình chọn cho xã đoàn sẽ comment cho mình chữ XD. Còn để ủng hộ cho cả hai bang thì comment cho mình chữ mờ đi. Và ủng hộ cho Việt Nam sẽ comment cho mình phím số 3. Kém rất là nhiều. 20 giây chuẩn bị. Chúng ta sẽ đến với loạt trận đầu tiên giữa cuộc đối đầu của xã đoàn và mờ trong thể thức thi đấu BO3. Với chạm 2 là sẽ giành chiến thắng. Trận đấu bắt đầu rồi. Vâng, thiếu lâm của anh em bằng xã đoàn có một pha di chuyển khá hơn. Rất may anh chưa phải trả giá cho sai lầm của mình. Tuy nhiên thì xã đoàn mới là người có được pha bùa điên trước anh em băng mờ. Bây giờ cũng đến pha đáp trả của bùa điên bên anh em băng mờ rồi. Bảy thành viên của anh em băng mờ họ sẽ thi đấu ở trong màu chữ tím, còn bảy thành viên của xã đoàn sẽ thi đấu trong màu chữ xanh. Chúng ta đang đến với sự kiện thất đại cao thủ liên server. Mỗi bang hội đăng ký tham gia sẽ được trang bị 7 ác đồng đồ đồng cấp 120. Vâng, anh em bang mờ đang có được lợi thế trước xã đoàn rồi, khi xã đoàn bây giờ chỉ còn có 4 người nữa thôi. Và mờ đang vượt trội hoàn toàn với số lượng của mình còn lại ở trong sàn đấu này. Mờ vẫn là một trong những bang hội đánh giải tốt nhất ở server Tụ Hình Trang tính đến bây giờ, sau khi chúng ta có thể tổng kết các chỉ số qua các giải đấu lớn. Xã đoàn chỉ còn có Võ Đang và Cái Bang nữa thôi. Bắt đầu xuất hiện nụ cười ở trên đầu ác đường môn của anh em bang mờ rồi. Và trận đấu đã kết thúc. Anh em bang mờ đã có được lợi thế đầu tiên, 1-0 dành cho mờ. Mình sẽ công bố kết quả trận 1. Mờ thắng. Nào bây giờ thì mời hai cao thủ, hai bang hội của chúng ta sẽ đi mua máu để tiếp tục với trận thi đấu thứ hai. Bang hội nào giành chiến thắng thì sẽ vào thi đấu cùng em bang chơi ở trong chung kết. Trong khi đó anh em bang hội nào mà thua cuộc thì sẽ ra đánh tranh giải 3 cùng em bang Thiên Đế. Và cuối cùng bang hội vô địch thì sẽ cùng góp vào, có mặt vào trong trận đấu liên server theo thể thức là BO5. À có Dương em nhé, hôm nay có Dương nhưng mà chắc là em sẽ mở ra giờ Tống Kim. Hôm nay tối nay em sẽ mở hai Dương cho anh em cùng xem. Sau giờ Tống Kim ạ. Còn đây là đang tổ chức giải đấu nên là không mở Dương được anh em nhé. Theo những chia sẻ của khán giả ở trên live stream thì trong cuộc đối đầu của xã đoàn và anh em bang mở, bang hội nào thua ở trong loạt đấu này thì sẽ phải uống gấp đôi ở trong buổi offline sắp tới của liên minh họ. Vâng, đó là một sự trừng phạt mình thấy rất là hợp lý anh em ạ. Thua là uống gấp đôi là đúng rồi. Ok, vậy là đại diện của xã đoàn và mờ đã party nhau ở trong loạt thi đấu thứ hai này. Em chờ tí để mình ra mình nốt lại đã. Một tí nhầm. Mờ đã có được lợi thế 1-0 ở trong loạt đấu đầu tiên cùng với xã đoàn. Liệu rằng thì ở loạt đấu này chúng ta có giống như loạt đấu của anh em bang chơi với anh em bang Thiên Đế hay không? Sẽ cần phải tới trận thi đấu thứ 3 để phân định thắng thua. Theo như chia sẻ của anh em thì 7 người thi đấu ở trong đội hình của anh em bang mờ gồm có Dung Siêu Nhân, Kang Mi, Xe Đạp ơi, Cao Tăng Đắc Đạo, Tiên Ông Phá Đỏ, 368 và Ngọc Uyên.
Vâng, có cả thêm cả anh Long Mõm nữa, anh Long Nghiện đến từ phố Khâm Thiên. Ở trận đấu này thì 7 thành viên của anh em Bang M sẽ ra sân ở trong màu chữ tím. Còn 7 thành viên của anh em Bang Xã Đoàn sẽ ra sân ở trong màu chữ xanh. Giải đấu thất đại cao thủ Liên Xe, em thấy được rằng là Zip Việt Nam luôn đi tiên phong và sáng tạo ở trong các giải đấu. Những giải đấu chưa từng xuất hiện ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ, nhưng nó sẽ xuất hiện ở Zip Việt Nam. Những giải đấu mà các cao thủ chúng ta sẽ được cọ sát từ solo tới sự kết hợp của các trận đấu hội đồng. Theo chia sẻ của anh em thì anh em Bang M thậm chí là họ có 10 người đã đứng trước bàn phím. Có những máy tính thì có tới 2 người cùng điều khiển chuột, một người điều khiển bàn phím, còn một người điều khiển tổ hợp phím PK ở trên. À, một người điều khiển chuột, còn một người sẽ điều khiển tổ hợp phím ở trên bàn phím. Trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu rất quan trọng, Xã Đoàn sẽ bắt buộc phải giành chiến thắng nếu như muốn mơ tưởng về một trận chung kết với em Bang chơi ở loạt đấu cuối cùng. Còn nếu không thì M sẽ hiên ngang bước vào trong chung kết cùng với em Bang chơi khi họ đang có được lợi thế là 1-0. Xã Đoàn đã góp mặt vào rất nhiều giải đấu của Tụ Hiền Trang, nhưng chưa một lần chúng ta có thể thấy họ có thể bay cao ở trong đỉnh Vinh Quang. Và đây sẽ là cơ hội dành cho họ ở trong giải đồng đô đồng cấp. Và đối thủ của họ đang là người em Bang M, một trong những đồng minh thân cận đã sát cánh chinh chiến cùng với Xã Đoàn suốt 9 tháng vừa qua tại Tụ Hiền Trang. Họ chính là một trong những liên minh bền chặt và có tuổi đời lâu nhất tại server của chúng ta tính đến thời điểm bây giờ. Thế trận vẫn đang 50-50, thành viên hai bên nằm xuống là tương đồng. Cả hai bên đều đánh theo lối đánh Nga Mi trung tâm, tất cả sẽ xoay tròn quanh Nga Mi để tận dụng vòng búp. 7 vs 7, đồng đô đồng cấp, mọi tranh lệch về cấp độ hay trang bị sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Bây giờ chỉ có kỹ năng cầm áp mới làm nên chiến thắng của mỗi bên mà thôi. Hiện dẫn của Xã Đoàn đang thi đấu rất năng nổ em nhé, quan sát rất kỹ. Tuy nhiên thì Xã Đoàn đang bất lợi rồi, họ chỉ còn có 4 người nữa thôi. Và tấm vé đang hiện ra ngay trước mắt những thành viên của anh em Bang M. Lại là những tiếng cười he he đến từ đội hình màu tím. Họ đang rất tự tin với chiến thắng ở trong loạt trận thi đấu thứ hai này để bước vào chung kết cùng với em Bang chơi. Trong khi đó, nếu như Xã Đoàn không thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này, họ sẽ phải ra đánh trận đấu tranh giải 3 cùng với em Bang Thiên Đế. Bang hội đã thất bại cho em Bang chơi ở trong loạt đấu đầu tiên. Xã Đoàn còn 3 người thôi, trong khi đó Thiên Đế vẫn còn tận những 6 hay 7 người nữa. Kết thúc thật rồi, dấu chấm hết dành cho Xã Đoàn. Và Vinh Quang được gọi tên mở. Họ đã thi đấu quá hay trước người anh em của mình để xứng đáng bước vào trong trận chung kết. Vậy là chung kết thì sẽ là M và anh em Bằng chơi. Mình xin công bố kết quả em nhé. Trận 2, M thắng 2-0. M vào chung kết.